Kính mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết tối ngày 28 tháng 1. Thời tiết hôm nay ở Quảng Ngãi rất đẹp, nắng to, trời nhiều mây, thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh cuối năm của người dân. Nhiệt độ dao động ở mức từ 21 đến 29 độ C. Còn ngày mai, ngày 29 tháng 1, tức là ngày 27 tháng Chạp, trời tiếp tục có nắng to cả ngày. Người dân sẽ lưu thông ra đường nhiều hơn để mua bán và lo sắm Tết. Tuy nhiên, dịch COVID-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, quý vị cần lưu ý thực hiện tốt 5K. Và sau đây là dự báo cụ thể cho một số nơi trong tỉnh. Khu vực thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng đẹp. Thị xã Đức Phổ, có mây, ngày nắng. Thị trấn Ba Tơ, nhiều mây, đêm và sáng trời lạnh, có nắng. Lý Sơn, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm trời lạnh, ngày nắng. Chuyển sang thông tin thời tiết trên biển. Trong đêm nay và ngày mai, do vẫn còn ảnh hưởng của vùng áp thấp, khu vực Bắc và giữa Biển Đông vẫn sẽ có mưa rào và dông, đi kèm là lốc xoáy và gió giật mạnh. Tại đây, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Dự báo những cơn mưa rào và dông do tác động của vùng áp thấp này còn tiếp tục xuất hiện trong 2 ngày tới. Sau đó, vùng áp thấp này sẽ di chuyển lên phía Đông Bắc, ra ngoài vùng biển của nước ta và tan dần, nên mưa sẽ giảm nhanh trên khu vực, tầm nhìn xa thông thoáng trở lại. Cập nhật thông tin thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ đêm nay đến ngày 1 tháng 2, khu vực Duyên Hải miền Trung có mưa rào vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh. Từ đêm ngày 2 tháng 2 đến ngày 5 tháng 2, phía Bắc khu vực có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam khu vực có mưa rào vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có sương mù, trời lạnh trở lại với mức nhiệt duy trì từ 15 đến 19 độ. Thừa Thiên Huế trời se lạnh, có nắng vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Đà Nẵng có mây, nắng đẹp, se lạnh về đêm, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Lâm Đồng trời nắng nhiều, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, trời nắng ráo, có nắng, hơi nóng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Nhằm chào đón năm mới 2022, mang niềm vui đến cho khách hàng sau một năm đầy khó khăn thử thách khi đối mặt với đại dịch COVID-19. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam triển khai chương trình Xuân Như Ý với vô vàn quà tặng và ưu đãi ngập tràn dành cho tất cả các khách hàng thực hiện giao dịch tại BIDV trong thời gian từ ngày 22 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 21 tháng 1 năm 2022. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến trên 1 tỷ đồng như sau. Một giải nhất, xe ô tô Toyota Vios 1.5e trị giá 500 triệu đồng. 10 giải nhì, mỗi giải là một Smart TV 43 inch trị giá 10 triệu đồng. 20 giải ba, mỗi giải là 5 triệu đồng tiền mặt, chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng, cùng hàng ngàn giải thưởng tiền mặt hấp dẫn khác. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ BIDV Quảng Ngãi, số 56 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi. Điện thoại 0255 3174 868, máy lẻ 741 743 hoặc các điểm giao dịch của BIDV Quảng Ngãi.